Xin chào anh ơi, chúc các anh có một buổi tối thật là vui vẻ. Mình là Gà Vàng, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các anh những tính năng mới trong phiên bản mặc lệnh vua gà. Tính năng đầu tiên đó là mặc lệnh vua gà. Mặc lệnh vua gà của chúng ta có 3 loại, đó là loại mặc lệnh tinh anh. Thì như anh thấy ở trên đây là những phần thưởng cũng khá là hấp dẫn. Tuy nhiên thì để nhận được phần thưởng cao hơn và VIP hơn thì chúng ta phải mở mặc lệnh cao cấp hoặc là siêu cấp. Thì để mở mặc lệnh cao cấp và siêu cấp thì nó có thể bấm vào mua bản cao cấp. Thì trong đây mình sẽ có hai sự lựa chọn, bản cao cấp và bản siêu cấp. Thì hai bản này thì cơ bản thì nó hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên nếu như mà mình mua bản siêu cấp thì mình sẽ thăng lên được 30 cấp và mình sẽ nhận quà của 30 cấp đầu tiên liền luôn. Thì bây giờ Gà Vàng sẽ thử mua cái mặc lệnh siêu cấp cho Gunner xem thử nhé. Đây, sau khi mình thanh toán thành công thì mình sẽ nhận được phần thưởng của 30 cấp đầu tiên khi mua mặc lệnh siêu cấp. Và điều đặc biệt là khi mình mua 30 cấp rồi thì Gunner sẽ nhận được đủ mảnh sao mặt trời và mình sẽ kích hoạt được tính năng hồng sao của mình luôn. Thì cụ thể chút xíu nữa thì mình sẽ nói ở phần kế tiếp. Thì bây giờ mình xin điểm sơ qua một số phần thưởng khi mà Gunner mở cái mặc lệnh siêu cấp này. Đây là 30 phần thưởng của level đầu. Thì để mình ngoài việc mà mình lên 30 cấp thì Gunner còn phải làm nhiệm vụ mỗi ngày. Thì đây là cái phần nhiệm vụ của mình. Thì nhiệm vụ này nó không hoàn toàn cố định mà nó sẽ thay đổi theo thời gian, và mỗi nhiệm vụ thì nó sẽ có số lần hoàn thành nhất định. Khi mình hoàn thành hết rồi thì mình phải đợi đến khi mà mở cái nhiệm vụ mới. Thì đối với mặc lệnh thì mình sẽ có cái điểm mặc lệnh. Điểm mặc lệnh thì anh có thể dùng để đổi trong cái shop đổi này. Thì cái điểm mặc lệnh này mình nhận được từ đâu thì nó nằm ở các mốc level khi mà anh lên cấp. Đây, ví dụ như cấp 24 là mình sẽ nhận được cái đạo cụ mặc lệnh này. Thì đạo cụ này dùng để mình đổi trong shop. Ngoài cái nhiệm vụ hàng ngày thì thứ hai mỗi tuần khi mà Gunner login vào thì mình sẽ nhận được thêm 200 điểm nữa. Thì nó cũng giúp ích cho mình trong quá trình mình tăng cấp để mình nhận thưởng. Gunner lưu ý nha, cái hồng sao lửa là mình sẽ nhận trong cái tính năng mặc lệnh này, cho nên các anh nhớ mình làm nhiệm vụ thường xuyên lên cấp để mình nhận thưởng, để mình tăng cái hồng sao mặt trời. Mình nghe nói mấy anh gà có hoạt động gì đó rất hay, để mình vào xem thử xem có được thưởng hay không ta. Hồi nãy mình lướt thì mình thấy là mấy anh gà nói là có event đăng nhập nhận thưởng và hot các bạn à. Các bạn nhớ vào event xem thử nhé. Và mình nhớ có cái hoạt động là mua mặc lệnh siêu cấp nhận quà khủng nữa. Thì các bạn hãy theo dõi thông tin trên fanpage nhé. Các thông tin chi tiết thì giờ bạn sẽ update trên fanpage. Còn bây giờ thì xin phép chào các anh.